Dư luận Việt Nam không ngừng bày tỏ phản đối và thất vọng về dự án xây nghĩa trang Yên Trung cho cán bộ cao cấp với vốn ngân sách là 1.400 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân Hà Nội hôm 1 tháng 2 nói nghĩa trang cách trung tâm Hà Nội 40 km về phía Tây. Người dân, các nhà báo lâu năm, các nhà hoạt động, luật sư và cả cựu viên chức nhà nước thẳng thừng gọi dự án là vô cảm cũng như trái đạo lý. Nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi cũng là người đấu tranh cho nhân quyền, nói: cuộc sống của dân nó quá trời khổ rồi mà không lo, lại đi lo cho mấy ông bà to cái chết đó. Lo cho người sống mà không lo. Cách đây vài năm thì làm tượng đài ở những vùng thiểu số, trong khi đó thì người miền núi đói rất biết bao nhiêu khổ cực, rồi bây giờ lại đi làm nghĩa trang cho các ông bà to nữa thì chỉ còn biết là lắc đầu thôi. Thật là đúng là kinh hoàng và thật sự là đau khổ vì những người có chức có quyền mà không biết thương dân. Như nhiều người khác, bà kêu gọi nhà chức trách bãi bỏ dự án. Cái dự án này phải hủy bỏ, những người có chức có quyền người ta nên dẹp cái đề án này đi thì nó mới thu phục được lòng dân. Còn nếu mà họ không nghe theo lời của dân, không nghe theo tiếng lòng của dân thì đến một ngày họ phải hối hận, là vì dân họ cũng đâu có phải nào mà nó cứ chịu đựng mãi. Tuy nhiên, nhà báo và blogger Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý rằng quyết định về nghĩa trang Yên Trung là chủ trương được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt, nên khó có chuyện đảng nhượng bộ. Thế những cái việc mà xuất phát từ chủ trương của chính phủ, của bộ, của các tỉnh thì thường sai á, thì có thay đổi. Nhưng mà cái gì mà chủ trương từ đảng rồi á, thì họ rất khó thay đổi. Tôi nghĩ rằng cái chuyện xây nghĩa trang cho lãnh đạo cao cấp này á, là xuất phát từ chủ trương từ đảng. Mà đảng á, người ta nói là họ không theo đuổi quần chúng, họ làm theo ý của họ. Cho nên tôi thấy khó mà thay đổi.